The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and nếu như anh chị bây giờ anh chị tiết kiệm được một số tiền nhỏ nhưng mà anh chị chưa biết vận hành số tiền đó như thế nào, chưa biết quản lý số tiền đó như thế nào để nó có thể đẻ cho anh chị nhiều tiền hơn nữa. Làm thế nào để 1 đồng ngày hôm nay có thể biến cho anh chị thành 100 đồng, 1.000 đồng và có thể xây dựng cho anh chị một cái dòng tiền bền vững, hay còn gọi là cái xây cho mình một cái đường ống dẫn tiền anh chị. Đó, nếu như anh chị nào chưa có biện pháp thì anh chị hãy đến với Nai và Thủy. Bởi vì Thủy biết rằng có những anh chị chúng ta đi làm, chúng ta tiết kiệm được một số tiền nào đó, nhưng mà đa phần là mọi người không biết làm gì với số tiền đó cả. Nên là nhiều khi là mang tiền đi đầu tư vào một số các dự án, những cái thứ mà họ hứa hẹn trả lợi nhuận cao, và cuối cùng thì sao? Mất trắng cái số tiền tiết kiệm đó, và rồi mất đi những cái niềm tin về thị trường đầu tư. Nó rất là nguy hiểm, đúng không anh chị? Nên là chúng ta cần có kiến thức. Và Thủy Nguyễn lấy những cái điều mà Thủy Nguyễn học, Thủy Nguyễn trải nghiệm trong nhiều năm vừa qua để làm cái nền tảng, cũng như làm cái những cái kiến thức để Thủy cùng chia sẻ với tất cả anh chị nhà mình. Những điều Thủy học được thực sự không phải là chỉ kiến thức trên lý thuyết đâu anh chị. Không phải là kiến thức lý thuyết, không phải là chỉ đơn thuần là lời nói, mà những điều Thủy chỉ cho anh chị để là những cái trải nghiệm thực sự của Thủy Nguyễn. Thủy Nguyễn đã từng trải nghiệm trong thị trường đầu tư tài chính. Thủy Nguyễn cũng đã từng mất mát, và Thủy Nguyễn cũng đã đầu tư và đang đầu tư khá là thành công. Vâng, em chào anh Phạm Tùng. Đã, chào anh Phạm Tùng đẹp trai nhá. Thì khi mà Thủy Nguyễn biết đến cái bí mật này không phải ai cũng biết đâu anh chị. Không phải người nào cũng biết, và anh chị là những người biết thì anh chị là những người may mắn trong số 8 tỷ người trên thế giới. Là người may mắn hơn 8 tỷ người trên thế giới anh chị biết đến cái bí mật làm giàu này. Nhiều người nói với Thủy rằng thôi thì một sống an toàn, đúng ạ, và cũng không cần quá nhiều tiền. Nhưng mà thực sự điều đó nó chỉ đúng khi cuộc sống chúng ta không có biến cố gì xảy ra thôi, đúng không ạ? Nhưng một khi có biến cố gì xảy ra thì sao ạ? Anh chị tiết kiệm được 500, 1 tỷ, 2 tỷ, biến cố xảy ra là cũng tan thành mây khói hết anh chị. Đúng không ạ? Cái lúc mà chúng ta tiêu cần nhiều tiền nhất không phải là lúc chúng ta khỏe mạnh, đúng không anh chị? Không phải là cái lúc cuộc sống chúng ta bình yên, mà cái lúc chúng ta cần tiền nhiều nhất là cái lúc chúng ta tuổi già, chúng ta phải vào trong bệnh viện, hay là những cái lúc chúng ta biến cố để chạy đến bên chúng ta, là những cái lúc chúng ta cần nhiều tiền nhất. Có thể chúng ta làm cả TikTok cả cuộc đời, nhưng chỉ cần một lần mà gọi là cái biến cố đến là chúng ta cũng tiêu sạch sẽ các số tiền đó. Có rất nhiều người nói với Thủy Nguyễn rằng là không cần tiền, tiền chỉ là phù du. Thật sự là theo chị, nếu như nói là tiền là phù du thì nó không bao giờ nó đến với mình được, đúng không ạ? Chúng ta phải yêu quý tiền, phải trân trọng đồng tiền khi tiền nó mới đến với chúng ta được chứ, đúng không anh chị? Và Thủy luôn luôn coi bạn tiền là bạn tri kỷ của Thủy, là bạn đồng hành cùng với Thủy, theo Thủy trong suốt cuộc đời của mình, và lúc nào mình cũng có thái độ rất là nghiêm túc với đồng tiền của mình, rất là yêu thương và trân trọng. Còn những người nói không cần tiền thực sự là người đó đang nói dối chính cái lương tâm của mình, đúng không ạ? Bởi vì cuộc sống chúng ta đang vận hành nhờ tiền mà. Nếu như không có tiền thì anh chị thấy rằng không thể có nước uống, đúng không ạ? Nước uống từ đâu ạ? Từ, có khi là từ cái biện pháp công nghệ đó là đào giếng. Nếu không có tiền thì chúng ta làm sao chúng ta đào giếng được? Bởi vì sao? Có tiền để chúng ta, đầu tiên là chúng ta phục vụ cái nhu cầu ăn uống để nuôi chính cái cơ thể của mình. Sau đó tiền để chúng ta phục vụ để giúp chất lượng cuộc sống chúng ta tốt hơn. Sau là đến các mối quan hệ, đúng không ạ? Thì đó là tất cả mọi thứ đều cần đến tiền. Vậy thì làm cách nào đây trong rất nhiều năm qua? Có rất nhiều anh chị chúng ta vẫn đang rất là vất vả về tài chính. Làm mãi mà vẫn không đủ ăn, đúng không anh chị? Làm đến 50 năm vẫn không đủ ăn, vẫn nghèo và vẫn không có tiền. Và có rất nhiều người thắc mắc, cuộc đời mình cũng đâu lúc đến nỗi là lười đâu, mà tại sao đến giờ phút này vẫn không có để được cái sự thoải mái và tự do về tài chính? Thì thực sự với anh chị rằng đó là điều rất nhiều, phần đông
những người trên thế giới này đều mắc phải cái cạm bẫy đó. Bởi vì 95% dân số trên thế giới là người chưa giàu. Bởi vì sao? Họ không biết cách làm thế nào để làm giàu. Chúng ta muốn làm giàu thì chúng ta học cách làm giàu của những người bên phải kim tứ đồ, là những người giàu đấy, đúng không ạ? Nếu như cái công cụ ngày hôm nay của chúng ta là cái công cụ của người nghèo thì cố gắng hết cuộc đời này thì kết quả gì xảy ra? Nó cũng chỉ là thời gian trôi qua và kết quả thì không nhận được, đúng không anh chị? Đấy, anh chị muốn trồng, muốn ăn quả sầu riêng, bắt buộc anh chị phải trồng hạt mầm sầu riêng, ghép cành ghép cây sầu riêng bằng các loại, nhưng đó là phải giống sầu riêng, đúng không ạ? Không thể nào trồng một cái quả sấu hay quả mít hay quả xoài được. Thì người ta nói là gieo nhân nào gặp quả đấy. Nếu như ngày hôm nay anh chị mong muốn giàu có, nhưng cái việc anh chị đang làm đây này không phải là cái việc làm của người giàu, thì cố gắng cũng đã được gì đâu anh chị, chỉ là đủ ăn đủ tiêu thôi. Người giàu ở đây là gì ạ? Họ dùng tiền để họ làm việc cho họ, họ dùng tiền để họ đi đầu tư, họ đi kinh doanh, để tiền đẻ ra tiền. Nhiều khi mình có những người mức lương khá là cao, nhưng mà đó chỉ là công việc của mình thôi. Khi mà chúng ta làm việc thông minh, chúng ta sẽ có một cái công việc của tiền, là cái thứ có thể kiếm tiền về cho chúng ta ngay cả trong lúc ngủ. Hãy làm việc thông minh, chăm chỉ làm những việc thông minh. Đừng bao giờ làm việc chăm chỉ. Cần cù chăm chỉ thì nó cũng tốt, nhưng nó cộng thêm yếu tố thông minh thì sẽ giúp cho bạn có nhiều tiền hơn anh chị ạ. Đó. Thì Thủy sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái bí mật, đó là nắm giữ cổ phần của UST giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn mà có thể giúp cho anh chị có được một cái sự bứt phá cực kỳ lớn trong tương lai. Và phúc cho ai chưa thấy đã tin. Ngày hôm nay anh chị nào xem được buổi live của Thủy, anh chị có cổ phần rồi thì xin chúc mừng tất cả anh chị. Nếu như anh chị nào chưa có cổ phần mà anh chị biết đến cái bí mật này, thì anh chị hãy tìm hiểu nó và nắm bắt ngay lập tức cái cơ hội này. Bởi vì rất may mắn cho anh chị nào biết tới cái cơ hội này và anh chị biết ở cái thời điểm này. Bởi vì chúng ta là một cái công việc tạo giá trị cho toàn cầu, và chúng ta đang là những người đóng góp vào những cái sự phát triển tiên tiến đổi mới của một ngành giao thông. Với UST hiện nay thì là một cái doanh nghiệp, nó đã được khoảng bước sang năm thứ 10 rồi. Bước sang năm thứ 10 là cái năm ở giai đoạn cuối cùng của cái việc gọi vốn cổ phần gốc. Sở hữu cổ phần doanh nghiệp nó giống như là anh chị lắm tài sản của một doanh nghiệp đó, là những cái thứ cổ phần đã anh chị không thể cầm nắm được. Nó là tài sản vô hình của doanh nghiệp. Nó được quy ra cái thành cái cổ phần để công ty dễ dàng kiểm soát và hoạt động, đúng không ạ? Cái lĩnh vực sở hữu cổ phần này nó giống như bao nhiêu các doanh nghiệp truyền thống khác đã làm. Và việc Thủy chia sẻ cho chị biết đến cái cơ hội sở hữu cổ phần UST, nó là cũng rất là bình thường thôi, đúng không ạ? Nó cũng là một cái cơ hội, một cái kênh đầu tư góp vốn sở hữu cổ phần doanh nghiệp. Nó cũng giống như các kênh, các công ty khác mình đã làm thôi. Nhưng ở đây nó là một cái điều vô cùng đặc biệt anh chị ạ. Bởi vì nó là một cái doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực giao thông đổi mới. Nó là cái lĩnh vực đi đầu luôn anh chị. Theo chị là chúng ta là người đi đầu, chúng ta sẽ thắng không ạ? Chúng ta đi đầu, chúng ta đi những thứ tiên phong, chúng ta đi trước những cái thứ tạo giá trị cho xã hội, cả thế giới sẽ cần, thì theo chị cái tiền của chúng ta có nhiều không ạ? Chắc chắn là sẽ nhiều rồi, đúng không ạ? Đó, thì khi mà anh chị biết là doanh nghiệp nó sẽ có tạo ra sản phẩm, đúng không ạ? Nhưng mà để tạo ra sản phẩm đó, doanh nghiệp cần đầu tiên là cần phải có ý tưởng, sau đó thì thắp sáng cái ý tưởng đó và kêu gọi sự ủng hộ của mọi người. Thì doanh nghiệp đó có sản phẩm thì cần vốn để phát triển, để thương mại. Thì doanh nghiệp đó thiếu vốn thì anh chị là người có vốn, anh chị đóng góp vào đó. Sau này anh chị sẽ trở thành cổ đông của doanh nghiệp đó. Chứ không phải là đa cấp gì ở đây anh chị, không phải là đa cấp, không phải là biến tướng, không phải lừa đảo gì ở đây cả. Nếu như anh chị nào biết đến UST mà anh chị nghĩ nó là đa cấp thì đó là một cái xin chia buồn với tất cả anh chị. Vì nếu như anh chị nghĩ như vậy là anh chị bỏ lỡ cơ hội của mình đấy. Chúng ta thấy doanh nghiệp này tiềm năng, công ty đang rất cần vốn, chúng ta có tài chính dù ít dù nhiều, chúng ta mong muốn đồng hành cùng với doanh nghiệp,
Thì khi doanh nghiệp thành công, họ sẽ chi trả cổ tức một phần cho những người nắm giữ cái tài sản của doanh nghiệp, đó là những cổ đông. Nó sẽ tùy thuộc vào lượng cổ phần anh chị đang nắm giữ. Cổ tức sẽ tùy thuộc vào cái số lượng cổ phần anh đang nắm giữ. Nếu như anh chị nắm giữ một cổ phần thôi là anh chị cũng trở thành cổ đông của công ty rồi. Nhưng một cổ phần hay 10 cổ phần hay 100.000 cổ phần hay 1 triệu cổ phần, nhưng quan trọng là cái công ty của anh chị hiện nay, nó là công ty có giá trị hay không, có chất lượng hay không. Một cái sản phẩm trên thị trường có rất nhiều, nhưng chúng ta ở đây là một sản phẩm về giao thông thông minh. Chưa có một cái đất nước nào có được cái sản phẩm công nghệ như chủ tịch của chúng ta tạo ra. Đấy, nên là chúng ta đang đi trước đón đầu, chúng ta đi trước thời đại, chúng ta đang dùng tầm nhìn, cái tầm nhìn của mình để mình quyết định cái tương lai của mình. Hành động ngày hôm nay sẽ quyết định tương lai của bạn. Ngày hôm nay chúng ta đang đi gieo trồng những cái hạt mầm, chúng ta đang đi gieo những cái nhân để giúp cho cái sản phẩm công nghệ của chúng ta, công nghệ giao thông Unica, nhanh chóng đưa ra ngoài thị trường. Nên là cần sự chung tay hợp lực của tất cả anh chị cùng chung tay góp vốn để giúp cho công nghệ có nhanh vốn để phát triển. Thì với UST của chúng ta cũng vậy, đúng không ạ? Nó là một ngành giao thông vận tải, nó không phải là một sản phẩm sản xuất đi trên đường của người khác, nên là cần rất nhiều thời gian, đúng không anh chị? Rất nhiều thời gian này, tiền bạc này, trí tuệ này, đó, gắn vào chính cái con tàu của chúng ta. Nên là có nhiều người nói là tại sao lại lâu như vậy? Thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta tạo ra một tổ hợp giao thông vận tải, không phải là chỉ sản xuất xe ô tô đâu, đúng không anh chị? Mà nó còn tạo ra cái sản phẩm cho quy mô toàn cầu, tạo ra từ nhà máy này, nhà ga này, tàu này, đúng không ạ? Tàu này và đường ray và tất cả mọi thứ thì đều là có những cái sự tính toán. Đấy, nên là anh chị thấy rằng là ngày hôm nay khi chúng ta được nắm giữ cổ phần của một cái doanh nghiệp mang tính quy mô toàn cầu và tương lai nó sẽ phủ sóng toàn cầu, trong lúc ngủ anh chị có tiền. Lúc anh chị ngủ thôi, nào bên nước ngoài họ vẫn đi tàu, anh chị vẫn có tiền. Thì nhiều người nói với Thủy rằng tại sao không đầu tư ở Việt Nam, tại sao phải đi sang tận nước ngoài đầu tư làm gì, ở Việt Nam còn chẳng chắc chắn thì huống chi là nước ngoài. Anh chị nói vậy cũng rất là đúng, thì công nhận điều đó cực kỳ đúng luôn, không sai một chút nào. Bởi vì những cái người hàng xóm như anh chị sẽ nhìn thấy họ làm gì, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đấy, anh chị không biết là người xa như thế nào, nhưng mà chị có thấy rằng những cái sự thành công của chúng ta đến từ những mối quan hệ bên ngoài không ạ? Hầu như là không đến từ mối quan hệ anh em đâu anh chị. Thì nói thật với anh chị là như vậy. Thế thì cái quan điểm đầu tư ở đây với UST hiện nay, thì theo thì định đánh giá như thế này: nếu như chúng ta là góc độ của người tiêu dùng, chúng ta sẽ cần, rất cần nó ở Việt Nam. Nhưng nếu như chúng ta là góc độ của nhà đầu tư, thì chúng ta xây dựng, công ty chúng ta xây dựng ở bất kỳ quốc gia nào thì quá là ok luôn anh chị. Nếu như chúng ta chỉ ở Việt Nam thì nó chỉ là giới hạn ở Việt Nam mà thôi. Nhưng vì bây giờ doanh nghiệp chúng ta toàn cầu, nên là bất kỳ quốc gia nào, Mỹ, Ấn Độ, Indonesia, đấy, hay là Peru, hay là Dubai, Sarah, hay là Úc, New Zealand, thì điều đó là chúng ta quy mô chúng ta càng lớn thì cái lợi nhuận chúng ta càng nhiều, bởi với sự bao phủ thị trường, khả năng chiếm lĩnh thị trường cao. Anh chị thấy không? Hiện nay là VinFast đang chiếm lĩnh thị trường xe điện toàn Việt Nam luôn. Anh chị thấy chiến lược của Bắc Vượng tuyệt vời không ạ? Và VinFast có những cái chế độ marketing cực kỳ tốt. Và từ 1 tháng 7 năm 2024 đến 1 tháng 7 năm 2025 là miễn phí toàn bộ sạc điện. Tất cả các khu vực là những người đi xe điện là không phải mất tiền sạc điện. Họ đi trước, họ đã đầu, họ sẵn sàng chấp nhận lỗ nhiều năm để họ có một cái thị phần về sau. Coca-Cola chấp nhận lỗ 10 năm để chỉ trong 1 năm, 2 năm đầu tiên họ đã thu hồi được toàn bộ cái số tiền nặng lỗ đó. Và sau này thì họ là sao? Những cái năm sau là họ cứ phát triển thôi. Đấy, vậy thì câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta thấy ạ, đầu tư ở đâu cũng được, không quan trọng là bạn đầu tư ở nước ngoài hay ở Việt Nam. Người xấu, người tốt thì ở đâu cũng có, nhưng quan trọng chúng ta nhìn ở đâu. Theo quan điểm đầu tư của Thủy Nguyễn ở nước ngoài
hay ở Việt Nam không quan trọng. Miễn sao cái lĩnh vực mình đầu tư này nó là đúng này, nó không có vi phạm pháp luật là cái đầu tiên tiêu chí về pháp luật. Bởi vì kiếm nhiều tiền làm gì, nếu như bạn kiếm tiền vi phạm pháp luật, bạn cũng chỉ bị bỏ vào nhà đá mà thôi, đúng không ạ? Thủy không muốn kiếm tiền độ một vài trăm triệu một tháng ấy, hoặc là một nhiều hơn nữa, để mà mình làm bất chấp mọi thứ, vi phạm pháp luật là Thủy không là đánh đổi điều đó. Đánh đổi sự giàu có bằng những cái công sức của mình, bằng những cái giá trị thực sự cho xã hội. Thế thì theo anh chị rằng ở Việt Nam chúng ta có rất nhiều doanh nghiệp, đúng không ạ? Mọi người rất thích đầu tư ở Việt Nam, nhưng mà nó cũng có rất nhiều doanh nghiệp tốt, có rất nhiều doanh nghiệp cũng không làm ăn được, cũng phá sản bình thường. Thế thì cái câu chuyện doanh nghiệp khởi nghiệp này, họ phá sản là chuyện bình thường. Phát triển là chuyện bình thường, bởi vì cái sự đào thải của xã hội rất lớn. Là sau một năm đầu tiên có 100 doanh nghiệp mở ra thì có tới 95% doanh nghiệp phá sản sau một năm đầu tiên, và tiếp theo 3 năm tiếp theo thì sẽ có 95% của 5% còn lại không có cơ hội sinh nhật lần thứ ba đó. Chúng ta có hai cách để chúng ta bị mất tiền: một là chúng ta đầu tư sai, hai là công ty bị phá sản. Thế đầu tư sai ở đây là gì ạ? Là do chúng ta cũng thiếu kiến thức, chúng ta không có được cái nhận định đánh giá về cơ hội. Còn đầu tư sai, đầu tư vào công ty họ không thành công được là do họ bị phá sản. Thì do yếu tố là sao? Yếu tố quan trọng cũng là vốn, và cái khả năng phát triển marketing hay là phát triển về sản phẩm của doanh nghiệp đó cũng chưa mang tính xu hướng và vượt trội, nên là không đủ sức cạnh tranh trên thị trường, và tự dần dần nó bị loại bỏ khỏi thị trường. Nhưng ở đây chúng ta thấy là khi mà chúng ta đồng hành cùng với UST, là một con người cực kỳ uy tín luôn anh chị, một con người rất uy tín và luôn luôn làm nhiều hơn nói, không bao giờ ông nói nhiều hơn làm đâu. Những cái gì xảy ra rồi ông mình nói cho chúng ta biết. Một con người uy tín và ông nói là tôi luôn luôn có trách nhiệm với tất cả các nhà đầu tư của tôi, và tôi sẽ không bao giờ phá hủy giấc mơ của các bạn. Một lời nói chắc như đinh đóng cột đó. Nhiều người nói là nhiều người không biết về cuộc đời của ngài ấy, thì người ta nói là lời nói thì nói sao cũng vậy, nói sao cũng được. Thì có câu nói này tặng anh chị: lời nói là rẻ tiền, hành động là tạm chấp nhận, kết quả là chứng minh. Thì theo anh chị, chủ tịch Alatoni hiện nay ông có nói xuông không ạ? Không nói xuông. Kết quả chứng minh hiện nay cho chúng ta thấy chúng ta đã xây dựng được hai trung tâm thử nghiệm. Belarus là 36 hecta, bên Sara đó là 28 hecta. Chúng ta được 3 nhà máy sản xuất, 14 mẫu tàu và là 5 loại hình đường ray, cùng đội ngũ 800 kỹ sư ấy, với tòa nhà hành chính chỉ tầm 12.000 mét vuông, 40.000 mét vuông cơ sở sản xuất đấy. Thì anh chị thấy à, đó có phải là kết quả không ạ? Đó là minh chứng cho cái tiền của chúng ta đầu tư vào đây nó đi làm ăn thật anh chị, nó đi xây dựng phát triển những con đường, những con tàu, xây dựng cái cơ sở vật chất của công ty đấy. Thế nên là chúng ta có thông tin, có cơ sở thì chúng ta sẽ đánh giá được cái khả năng thành công của doanh nghiệp mình, đúng không ạ? Khả năng thành công của doanh nghiệp mình. Thì em chào anh vừa lên chính mình, anh tên là gì nhỉ? À thế rồi, bữa trước em bảo là gửi Zalo định vị cho anh mà em tìm cái tên Zalo của anh em không thấy nên em không gửi được. Thì ở đây chúng ta thấy rằng chủ tịch là một người rất là uy tín. Bởi vì khi thì đọc cái cuốn sách của chủ tịch ấy, ông kể về cuộc đời, cái quá trình phát triển cái công nghệ này, và nói về những cái gì mà thế giới đã xảy đến, và ông đã nói từ những cái năm trước và điều đó đã xảy đến y chang, tức là thể hiện cho thấy là cái tầm nhìn rất là xa đấy. Tất cả mọi khi mà chúng ta làm việc đều dựa trên cơ sở của niềm tin và thông tin. Nếu như chúng ta không tin thì chắc chắn là chúng ta không làm được gì. Vậy thì để làm sao giảm thiểu cái rủi ro nhiều nhất, đó là chúng ta phải cày thông tin. Khi cày thông tin rồi, chúng ta mới biết được cái lĩnh vực mình đầu tư này nó có đúng hay không, đúng không ạ? Nó có rủi ro hay không, liệu nó có mất tiền hay không, và nếu nó có giúp cho mình giàu hay không. Rất nhiều câu hỏi đặt ra. Vậy thì anh chị thấy rằng ngay cả Việt Nam thôi, nhiều khi anh chị đầu tư mất tiền, anh chị có lấy được không ạ? Bây giờ bao nhiêu dự án xịt cam, bao nhiêu dự án trả lãi ở Việt Nam đó, nhưng anh chị có lấy được không ạ? Không sợ lâu, chỉ sợ sai, đúng không ạ? Lâu một tí nhưng mà đi đúng đường, thành công là thành công lớn. Còn nhanh một chút
nhanh một chút mà chậm cả đời. Dục tốc thì bất đạt thì anh chị sẽ rất khó để thành công. Bởi vì những cái gì là đến nhanh nó cũng sẽ đi nhanh, và cái giá trị của nó cũng sẽ không bền vững. Mục tiêu của Thủy là hướng tới sự tự do về tài chính. Nên là khi mà Thủy tìm được cái con đường này thì muốn chia sẻ cho cả thiên hạ này biết là đây là một cái cơ hội tuyệt vời, một cơ hội có thể thay đổi bứt phá toàn bộ cái tài chính của mình. Anh chị hãy mạnh dạn tìm hiểu và làm bắt. Thì đi đến đâu thì cũng chia sẻ, đi đến bất cứ nơi đâu thì đều chia sẻ về cái điều Thủy đang có. Và ai là người hữu duyên thì người đó sẽ đón nhận, và không hữu duyên thì không thì thôi, đúng không ạ? Mình là người cho đi mà, mình là người cho đi thì người ta không nhận thì nó lại về với mình thôi. Bởi vì cái thế giới này những cái người mà cái chữ dám, chữ nhiều ấy, nó rất là ít. Người ta nói là nhiều thì ăn nhiều, đúng không ạ? Mà muốn giàu thì phải đầu tư, và đầu tư thì sẽ phải rủi ro, sẽ phải mạo hiểm. Và nếu như ai đó mà không chấp nhận mạo hiểm mà thích sự an toàn thì đầu tư thực sự không phải là phương án cho mọi người. Và nếu như mà giàu có thì tự do thì chỉ có con đường là đầu tư thôi. Vậy thì đầu tư gì thì anh chị cũng phải biết đầu tư cái thứ mà có thể tạo ra cả lãi vốn và dòng tiền. Đúng không ạ? Lãi vốn là anh chị có tài sản, anh chị không bán, anh chị để đó, nó tăng trưởng. Và dòng tiền là cái thứ mà anh chị càng để nó càng gia tăng giá trị cho anh chị. Đó, điều đó là điều mà không phải ai cũng biết. Không phải ai cũng biết, và không phải ai cũng biết đầu tư vào gì để, vào cái gì để tạo ra dòng tiền. Thì bật mí cho anh chị đó là bất động sản và cổ phần doanh nghiệp. Cổ phần doanh nghiệp thì cũng đã chia sẻ với cả nhà rồi, đúng không ạ? Đấy, bất động sản thì sao? Thì nó yêu cầu một cái số vốn rất là lớn, và thực sự là không phải ai cũng có đủ lực để tham gia vào thị trường này. Nhưng mà cái vấn đề cổ phần doanh nghiệp này, chỉ cần chúng ta thấy một cái công ty tiềm năng thôi, chúng ta chỉ cần thấy một công ty tiềm năng mà chúng ta mong muốn chúng ta sở cổ phần của doanh nghiệp này, để mà khi nó lên sàn chúng ta có một cái số lượng tài sản chúng ta bán đi, thì chúng ta có thể tìm những cái doanh nghiệp khởi nghiệp để chúng ta đầu tư. Đấy, nếu như bạn đầu tư sớm thì bạn hãy đặt cược vào tầm nhìn của người sáng lập. Nếu như bạn đầu tư muộn thì bạn hãy đặt cược vào giá trị thị trường của doanh nghiệp đó. Đó, thế nên là ngày hôm nay anh chị được đồng hành cùng với Unikai là anh chị đang đặt cược vào tầm nhìn của nhà sáng lập. Bởi vì ông là ai? Ông là một nhà khoa học, ông là một vĩ nhân, một doanh nhân, một người đại tài rất là giỏi luôn. Cả cuộc đời này ông cống hiến hy sinh về vì nhân loại luôn. Theo em đồng tiền nào gì ạ nên đầu tư? À, em thì em tỷ à, anh Xuân Tấn Tú à, anh đang mua crypto à? Anh đang mua coin à? À, cái thị trường coin thì làm cái thị trường rất là mới, cũng nói chung là mới với một số anh chị thôi, nhưng mà một số anh chị khác thì là cũng khá là cũ rồi. Đấy, bởi vì cái thị trường coin thì thực sự với anh chị là biến động rất là lớn, và chắc chắn là nếu như anh chị nào muốn thử về thị trường này thì anh chị cũng sẽ bị trải nghiệm va vấp đấy. Bởi vì nó là điều tất yếu mà. Bởi vì khi mình mới vào thị trường thì mình cũng chưa hiểu các quy luật của thị trường, mình cũng chưa dò dành lắm, nên là mình cũng sẽ bị... Vâng, em đi biển về rồi ạ. Đẹp không anh? À, là sao anh có muốn đi biển cùng team chiến lược không ạ? À, tức là em thì trải qua những cái trải nghiệm rất là hay. Đấy, rất là hay, bởi vì thử miễn được ở trong một môi trường này, anh chị thấy không ạ? Cộng đồng team chiến lược cực kỳ là tuyệt vời. Một câu lạc bộ yêu công nghệ xanh và hướng tới sẽ là những cái tổ chức lớn mạnh hàng đầu Việt Nam cũng như hàng đầu thế giới. Và Thủy Nguyễn rất là tự hào khi mình được lọt trong số những thành viên của team chiến lược, và cũng đang lọt trong số thành viên của team top. Đây là Thủy Nguyễn cảm thấy là ở cái môi trường này cho Thủy Nguyễn được sự phát triển về con người, được hoàn thiện về bản thân, và được có những cái người có những mối quan hệ rất là chất lượng, và anh chị có rất là nhiều cổ phần, và mình học được rất là nhiều tư duy của những người thành công. Thế nên là Thủy Nguyễn rất là mong muốn chia sẻ những cái điều tốt đẹp này cho những người bạn của Thủy Nguyễn, mong muốn khát khao được thay đổi, mong muốn khát khao được làm giàu bằng những cái việc chân chính, bằng những cái giá trị thực sự. Thì anh chị cứ liên hệ về đội của Thủy, Thủy Nguyễn sẽ cùng giúp anh chị để chúng ta xây dựng một điều tuyệt vời. À, không, Thủy Nguyễn chia sẻ hàng ngày trên Facebook, trên cộng đồng mạng xã hội thế này, đúng không ạ? Nhớ anh chị nói là à, bạn chia sẻ cho tôi, bạn định lấy cái gì của tôi? À, Thủy Nguyễn cũng không cần quan tâm. Tất nhiên là Thủy chia sẻ với anh chị thì sẽ được rất là nhiều từ anh chị rồi. Anh chị biết được nhiều gì không? Thứ nhất là anh chị Thủy được niềm vui. Niềm vui khi giúp được một ai đó sở cổ phần của VT, đó là Thủy đã được rồi anh chị. Thứ hai là Thủy giúp cho anh chị có được cái cơ hội để trở nên giàu có, đó là một niềm vui của Thủy. Và Thủy được trao cái giá trị được nói hàng ngày, cũng đó là một niềm vui của Thủy Nguyễn. À,
Thủy Nguyễn được giúp cho công ty, giúp cho chủ tịch, đó là một niềm vui của Thủy Nguyễn, và Thủy Nguyễn giúp cho chính mình có một cái sự nghiệp. Đó thực sự là cái điều mà Thủy Nguyễn làm. Nên là chị thấy ạ, hàng ngày Thủy Nguyễn vẫn chia sẻ live stream, vẫn tương tác với mọi người để làm sao chỉ mong mình tìm được một người nào đó hợp với mình. Mình cũng không cần quá nhiều người ủng hộ mình đấy, nhưng mà chỉ cần một vài anh chị có hiểu ra cái giá trị thì anh chị cùng đồng hành với Thủy. Ý anh là đồng tiền nước bạn nào rẻ lắm? Như thế này nhá anh, tức là ý anh là đồng tiền nước Lào hiện nay nó rất là rẻ, cũng giống như là đồng tiền yên Nhật của bọn em đúng không ạ? Đồng tiền đây em kể thì em ví dụ cái đồng tiền yên Nhật của bọn em cho anh nghe nhé. Ngày trước em đi Nhật 5 năm thì cái thời buổi em đi Nhật ý, là tiền tiền yên Nhật nó lên vào lên cái khoảng thời điểm là 2 triệu 2 một yên một man ấy, thì cái thời điểm đó nó chỉ có kéo dài khoảng gần 3 năm. Vậy thì cái thời điểm cái yên Nhật nó xuống đến năm nay là năm thứ 3 rồi, đang từ 2 triệu 2 nó rớt xuống còn 1 triệu 5 55 nghìn. Đó, vậy thì ở đây câu chuyện ở đây là gì? Nó cũng rất là rủi ro đúng không anh chị? Anh ôm tiền là anh để tiền giấy, anh để tiền giấy mà anh để nhiều năm như vậy, thứ nhất là nó chôn vốn của mình. Mới lại có một điều nữa là nó tăng trưởng, anh cũng phải biết là nó những cái đồng tiền nó sẽ tăng trưởng từ từ, không phải là đùng một cái nó thể trở về giá trị ban đầu của nó được, đúng không ạ? Và cái điều nữa đó là cái tiền đó nếu như anh để anh đầu tư vào tiền, có thể là cái cách thức đầu tư của anh hoặc là cái tiêu chí đầu tư của anh thích đầu tư vào tiền, vào đô la đấy, nhưng mà nếu mà phân tích ra nhé, nó không có dòng tiền cho anh. Tức là nếu như một nhà đầu tư thông minh, họ sẽ phải đầu tư vào cái kênh mà tạo ra cả lãi vốn và dòng tiền. Còn nếu như mình đầu tư vào tiền ấy, thì nếu như anh để ví dụ ngày hôm nay em không biết giá là bao nhiêu, như đồng yên Nhật của bọn em ấy hiện nay là giá là 1 triệu 555 nghìn, thế thì có phải là ví dụ nó lên đến 1 triệu 6 đi, nó cũng chỉ lãi được khoảng 5.000 con thôi. Và nếu như anh chị muốn đầu tư như vậy, anh chị phải ôm số tiền cực kỳ lớn thì cái sức biên độ nó mới nhiều. Nó nhiều nhưng mà thực sự với anh chị là nó chẳng có bao nhiêu cả. 10 man như của Thủy đấy, nếu mà là sao 10 man là được 500.000, 100 lá lãi được bao nhiêu ạ? Lãi được 5 triệu 100 lá mới được 5 triệu đấy anh chị. Thế thì cái câu chuyện ở đây là chúng ta phải ôm hàng ngàn lá mới được vài chục triệu. Không phải là cái phương án đầu tư hay đâu nhé, không phải là cái cách đầu tư mà có thể giúp anh tự do được đâu. Nếu như xác định anh muốn tự do về tài chính, anh muốn có cái dòng tiền lớn, thì như em nói là anh phải tìm cái kênh đầu tư mà tạo cho anh lãi vốn và dòng tiền. Tức là sao? Anh đang đầu tư vào tiền là anh đang đầu tư vào dòng tiền F2 thôi. Dòng tiền F1 là anh chị có một công việc để làm và tạo ra thu nhập, đó là dòng tiền F1. Dòng tiền F1 này giống như là anh chị đi làm đúng không ạ? Dòng tiền F2 là giống như anh chị mua một con gà. Ấy, mua một con gà con và nó trở thành con gà to. Anh chị mua con gà với cái giá là 10.000, sau đó anh chị bán được là sao? Bán được là anh chị bán được 200.000. Đó là anh chị mua gà, anh chị bán, đó là dòng tiền F2. Đấy, thì sau khi anh chị đi làm được tiền F1, dòng tiền từ cái công sức của mình, anh chị lấy ra để anh chị là sao? Anh chị đầu tư. Đấy, bắt đầu anh chị biết dùng tiền để đầu tư rồi. Nhưng đó chỉ là dòng tiền F2, giống như anh chị ngày hôm nay anh chị mua bất động sản ý. Mua bất động sản anh chị mua từ thời điểm thấp và để đến thời điểm cao thì bán. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Anh chị có tài sản, nhưng cái tài sản của anh chị đó không thể xé nhỏ ra được, và không thể anh chị bán cái tài sản đó để anh chị ăn hàng ngày được. Không ai làm điều đó cả. Vậy thì cái câu chuyện tiền thì chôn hết vào cái tài sản đó rồi, nhưng chúng ta lại không có dòng tiền. Chúng ta vẫn phải lao lực, chúng ta vẫn phải cực lực, chúng ta đi làm hàng ngày để chúng ta có dòng tiền để chi tiêu sinh hoạt cuộc sống. Vậy thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta tạo ra dòng tiền F3. Cái dòng tiền F3 này là cái dòng tiền kinh điển có thể giúp anh chị trở nên giàu có được. Đấy, nghe có vẻ là hơi lạ, nhưng anh chị sẽ rất là dễ hiểu nó thôi. Dòng tiền F3 là giống như anh chị mua gà con đầu tiên đúng không ạ? Anh chị nuôi trở thành gà trưởng thành. Và anh chị làm sao? Anh chị gà đó đẻ trứng và anh chị có con. Đấy, nó cứ đẻ trứng anh chị lại có con, và nó cứ tạo cho anh chị nhiều đàn gà về sau. Nếu như chị không bán con gà, không bán con gà mái đó, đúng không anh chị? Đấy, thế thì cái câu chuyện ở đây là
Khi mà anh chị nuôi gà mà anh chị có gà con nó lại đẻ ra trứng, trứng nó lại lở ra gà con, và nó cứ như vậy nó tạo cho chị rất rất nhiều dòng tiền. Đó là dòng tiền F3 đấy chị. Dòng tiền F3 này là cái dòng tiền thu nhập thụ động. Đấy, thu nhập thụ động giống như việc ngày hôm nay anh chị thấy anh chị mua đất, anh chị mua bất động sản, anh chị để đó, anh chị có vốn để phát triển, anh chị kinh doanh, hàng năm anh hàng tháng anh chị nhận được tiền, đúng không ạ? Anh chị nhận được cái tiền thuê nhà hàng tháng, tiền từ hoạt động kinh doanh cho thuê. Đó là dòng tiền từ F3. F3 là dòng tiền từ F2 sinh ra. Đấy. F2 là từ F1 sinh ra, còn F3 là từ F2 sinh ra. Đấy. Anh chị dùng thế nào mà anh chị càng có nhiều dòng tiền thu nhập thụ động thì anh chị càng tự do. Người nhiều tiền khác với người giàu nhé chị. Nhiều tiền ở đây ạ, có thể là 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ là nhiều tiền. Nhưng người giàu là cái người mà có nhiều dòng tiền, có nhiều tài sản. Đó là người giàu anh chị. Thế thì câu chuyện ở đây là gì? Chúng ta có thể là mua bất động sản. Nhưng chúng ta có thể là mua bất động sản, chúng ta có thể mua cổ phần của doanh nghiệp. Nhưng Thủy thấy là 80% những người giàu trên thế giới này, họ đều giàu lên nhờ việc nắm giữ tài sản của doanh nghiệp thời sớm, không phải khi đã lên sàn. Thế thì cái lĩnh vực mà đầu tư bất động sản thì nó lại không phù hợp với số đông. Bởi vì đã những người mua bất động sản là những người giàu rồi, đúng không ạ? Mọi người đã là giàu đúng không ạ? À, mình nghe thấy sai sai, mọi người lưu ý nhé. Theo trực giác của tôi chắc chắn là có mờ ám. Em cảm ơn anh Cường nhiều nhé. Cảm ơn anh Cường đã nhắc nhở cộng đồng của em. Vâng, có gì hay thì anh cứ chia sẻ cho mọi người. Còn nếu anh cảm thấy không ngọt thì anh có thể là dừng ở buổi live của em. Còn nếu anh muốn nghe thì anh cửa lại thôi, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cứ đóng góp quan điểm của nhau, có gì thì em cũng sẽ hỏi thêm. Thì ở đây chúng ta thấy rằng bất động sản thì nó không phải phù hợp với số đông. Thế anh chị thấy đúng không ạ? Bởi vì những người mua bất động sản hiện nay chị phải tích cóp được ít nhất là độ khoảng ít nhất là 1 tỷ, đúng không ạ? Mà nếu như ít tiền quá thì chị thứ nhất là không mua được. Và nếu như anh chị không mua được, với anh chị mua rồi anh chị hết vốn để chị kinh doanh. Đấy, anh chị hết vốn để chị kinh doanh. Thế thì còn một cái kênh đầu tư khác, đó là cổ phần doanh nghiệp. Anh chị thấy không? Bắc Vượng giàu lên đâu phải là có tiền mặt đâu, đúng không ạ? Mà là ông đang nắm giữ rất nhiều cổ phần của các của Vin, đúng không ạ? Hay là những ông như là những cái chủ doanh nghiệp lớn, họ giàu lên là họ đang có một cái số lượng cổ phần rất lớn ở trong doanh nghiệp đó, hoặc những cổ đông. Đó. Thì ở đây chúng ta ví dụ nha. Chúng ta ví dụ như là cái tập đoàn Vinamilk, đúng không ạ? Vinamilk thì rất hay ví dụ cho anh chị. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là việc chúng ta ngày hôm nay chúng ta là cái người chúng ta tiêu dùng. Chúng ta là người vòng ngoài thôi. Nếu như chúng ta là cái người chúng ta ở vòng trong, chúng ta là cổ đông của Vinamilk từ nhiều chục năm về trước, thì có phải bây giờ chúng ta rất là giàu không ạ? Đúng không ạ? Chúng ta rất là giàu. Nhưng mà chúng ta là cái người sau, chúng ta chỉ là người đi sử dụng thôi. Chúng ta không được cổ phần, chúng ta không được đóng góp vào trong đó. Và câu chuyện ngày hôm nay chị vậy thôi anh chị. Nếu như anh chị nghe về UST, có rất nhiều người nói là lừa đảo đa cấp, về kể cả Thủy Nguyễn đang nói như thế này. Thủy Nguyễn tin là trong phòng live của Thủy ngày hôm nay cũng rất nhiều người đang nói đó là sai sai, giống như anh Cường Nguyễn, đúng không ạ? Anh đang rất là thông minh và anh đang nhắc nhở mọi người cảnh giác với những cái chiêu trò này. Đấy, và em cũng không biết là mọi người thông minh đến đâu. Nhưng mà nếu như anh chị có cái gì hay thì anh chị lên trên mạng, anh chị hãy chia sẻ cho những người đó biết, để anh mọi người có thể là học hỏi những cái điều hay của anh chị. Nhưng với Thủy Nguyễn hiện nay, Thủy Nguyễn cảm thấy cái việc mình đồng hành sở cổ phần của UST, mình đang giúp cho mọi người hiểu được ra giá trị thế nào là quản lý vận hành dòng tiền, cách làm thế nào để có thể quản lý tài chính thông minh và để mà dùng tiền đúng. Còn cái công việc của Thủy Nguyễn ngày hôm nay, Thủy Nguyễn đang chia sẻ lan tỏa để giúp cho công ty có vốn để phát triển, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta làm tất cả mọi thứ hiện nay chúng ta đều là bán hàng. Thủy Nguyễn cũng không bán hàng, và Thủy Nguyễn chỉ là kết nối với anh chị, với công ty thôi. Anh chị thấy là đây là công nghệ cả thế giới sẽ cần nó, trong khi giao thông hiện nay đang là một cái vấn nạn nhức nhối trên quy mô toàn cầu mà không có phương pháp nào để giải quyết, đúng không ạ? Chị chờ thì một xíu nhé. Không có phương pháp nào để giải quyết. Thì UST hiện nay đang là một giải pháp mang tính quy mô toàn cầu. Thì lại nói với anh chị rằng
những cái chiếc điện thoại này ngày xưa, đúng không ạ? Họ coi nó là đồ chơi của trẻ con, đúng không ạ? Họ coi nó là đồ chơi của trẻ con. Và anh chị thấy rằng là từ năm 2000, anh chị có nghe đến chiếc điện thoại, anh chị có thấy nó lạ lẫm không ạ? Anh chị có thấy nó xa với những cái gì mà anh chị đang được nhìn thấy không ạ? Thủy tin là 99% người dân chúng ta đều thấy lạ lẫm với chiếc điện thoại này từ những năm 2000 hay từ năm 2000. Bây giờ thì sao chị? Bây giờ cả thế giới sử dụng điện thoại thông minh, chỉ có một phần, những cái phần trăm rất nhỏ là họ không biết đến để tiếp cận để sử dụng cái công nghệ thông minh này. Đấy, vậy thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Những cái thứ lúc đó nó là ý tưởng, không rất ít người có thể chấp nhận được nó. Nhưng khi nó đã xảy ra rồi, à công nhận là điều đó có thật. Tức là những cái thứ ngày hôm nay chúng ta biết, nó chỉ là một góc rất nhỏ so với những cái gì ở trên xã hội mà thôi. Nên là chúng ta không bao giờ chúng ta áp đặt những cái thứ mà chúng ta biết đến những cái thứ chúng ta chưa biết được. Anh chị nói là, nhiều anh chị ngày xưa nói là đây là một cái bánh vẽ, đúng không ạ? Vậy thì sao ạ? Nếu như chiếc điện thoại ngày trước người ta nói như vậy, bây giờ họ có không sử dụng được không? Đúng không ạ? Họ có bao giờ bị xấu hổ với cái lời nói của họ hay không? Họ không hề, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là người mà cộng đồng, nên là cũng không ai quan tâm đến lời nói của ai cả. Nhưng tự họ nói họ sẽ ngại thôi. Tất cả những cái ý tưởng ban đầu đều coi nó là một cái sự điên khùng, đúng không ạ? Và rất nhiều người nói là một cái sự lừa đảo và cái sự chỉ trích rất là nhiều. Nhưng tại sao họ vẫn đi, họ vẫn phát triển? Bởi vì nó là mang giá trị thật cho xã hội, đến cả thế giới sẽ hưởng ứng tới nó. Anh chị nói là quốc tế ngày hôm nay anh chị nói không chấp nhận nó, đúng không ạ? Sau này công nghệ ở dưới đất, mặt đất, tắc đường này, tai nạn này, lũ lụt này, bão cát này, bão tuyết này, có một công nghệ quốc tế trên cao, anh chị có lựa chọn đi không? 99-100% người dân sẽ lựa chọn đi. Thế vậy thì tại sao bây giờ chúng ta không ủng hộ nó để chúng ta có một cái công nghệ vô cùng tuyệt vời cho tương lai, để cho chính con cháu chúng ta không bị chết chóc do tai nạn giao thông, không bị những cái vấn nạn? Đấy, thì nói bằng thật, rất là thật luôn, đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đang làm để chúng ta cho đời con đời cháu của mình, không phải chỉ riêng mình đâu. Đấy ạ. Liệu sau này anh chị nói phản đối về OT, liệu mọi người có bị ngại ngùng với những cái câu nói ngày hôm nay mọi người phản đối không ạ? Mọi người đang lo cho người khác rất là nhiều. Đấy, nên là Thủy Nguyễn chỉ chia sẻ cùng với những người thực sự là cùng cái tầm nhìn, cùng với chí hướng thì sẽ hiểu được điều Thủy nói, đúng không ạ? Còn cái việc ngày hôm nay anh chị đang nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp OT, tại sao thì lại câu chuyện là câu chuyện là 250 đô, đúng không ạ? 250 đô mà anh chị có thể là có một cái tài sản trị giá là khoảng 500 triệu. Đó, rất là nhiều người không tin điều này, đúng không ạ? Rất nhiều người không tin điều này, cho nó là quá ảo tưởng. Làm thế nào mà 250 đô 6 triệu rưỡi lại có thể biến thành 500 triệu? Nghe nó sai sai, đúng không ạ? Nó có gì đó là sai sai. Mình đi làm cả tháng 30 công mình mới được có 10 triệu. Mà bây giờ là có 250 đô 6 triệu trong vòng 2-3 năm tới mà mình được cái số tiền như vậy. Thật sự là không thể tin được vào mắt mình. Ngày xưa thì cũng không tin điều đó. Nhưng mà sau khi Thủy tìm hiểu thì thấy là trong thị trường đầu tư nó hoàn toàn có điều đó xảy ra. Và Thủy vừa nghe một câu chuyện là cái anh bạn này, anh mua 200 triệu tiền bất động sản và anh thu về được 14 tỷ. Đúng không chị? Thế này cái câu chuyện sức bật đầu tư ấy, nó vô cùng lớn. Mọi người không tin là do mọi người không biết mà thôi. Chưa biết, chứ phải không biết. Và có thể là trong buổi live của Thủy Nguyễn sẽ giúp cho anh chị hiểu được điều đó. Bởi vì sao? Ngày hôm nay anh chị biết đến UAT là anh chị đang biết đến một cái doanh nghiệp vô cùng lớn. Và anh chị, doanh nghiệp đó đang ở thời kỳ khởi nghiệp. Cái thời kỳ khởi nghiệp thì nó sẽ rất khó khăn. Ai là người đồng hành cùng doanh nghiệp những lúc khó khăn? Ai là người san sẻ rủi ro lúc doanh nghiệp khó khăn? Đúng không chị? Và chính anh chị là những người, đúng không ạ, chung lưng đấu cật cùng san sẻ rủi ro cùng với doanh nghiệp. Anh chị bỏ vốn, anh chị bỏ thời gian, bỏ công sức, bỏ những, gác bỏ tất cả những cái lời chỉ trích từ người khác để anh chị đồng hành cùng một ý tưởng, cùng với một nhà khoa học để tạo lên cái điều vô cùng tuyệt vời trên thế giới này. Anh chị đang là người tiên phong. Đó là sự đánh đổi, đó là sự chấp nhận rủi ro cùng với doanh nghiệp. Thì đổi lại, anh chị được sở hữu cái cổ phần ở cái chiết khấu cực kỳ rẻ.
Thì khi mà anh chị sở hữu cổ phần rẻ thì cái biên độ lợi nhuận của anh chị rất lớn. Ví dụ như anh chị mua bất động sản, nếu như anh chị có mối quan hệ của một cái người nào đó trong cái đơn vị đó là cấp tỉnh mà ở cái khu vực đó sẽ có một cái dự án bất động sản bán đi, anh chị sẽ biết được rằng cái thông tin nơi đó sẽ có dự án phát triển và anh chị nắm giữ, anh chị mua được cổ phần, anh chị mua được bất động sản ở cái nơi đó, thì cái có phải là anh chị rất là giàu không ạ? Rất là nhiều tiền. Nhưng mà nếu như cái thông tin đó nó đã rất là rõ ràng và ai cũng biết là nó sẽ có một cái dự án, và khi mà mọi thứ nó đã hoàn thành, cơ sở tầng điện đường trường trạm nó đã hoàn thiện, anh chị phải nhảy vào mua ở cái giá cực kỳ cao. Đó, đó là tầm nhìn. Cái tầm nhìn nó sẽ thay đổi cái tương lai của mình. Vậy thì ngày hôm nay chị thấy UOT đó là một cái công nghệ giao thông đang đi đầu xu hướng về giao thông cấp độ 2. Những giao thông truyền thống không làm được điều đó, nhưng UOT làm được. Anh chị đồng hành cùng nó từ những cái giai đoạn nó khó khăn cực kỳ luôn. Từ những cái thời điểm từ năm 2016, 17 là lúc đó doanh nghiệp nó rất khó khăn, nó chưa có một cái gì như bây giờ anh chị. Nhưng bây giờ chúng ta thấy là mọi thứ đến bây giờ nó quá rõ ràng. Nó không còn một cái điều gì mà để chúng ta phải quan ngại về nó cả. Theo thì hiện nay là cái rủi ro lớn nhất là anh chị không có một cổ phần nào thôi. Không có một cái cổ phần nào của doanh nghiệp này hoặc có quá ít. Đó là cái sự rủi ro của anh chị. Thế nên là ví dụ như ngày hôm nay chị sở hữu cổ phần đang ở trong giai đoạn khuyến mại, 250 đô anh chị sở hữu được là 17.500 cổ phần nếu như chị trả góp. Và nếu như chuẩn bị có cái chương trình 80 là anh chị sở hữu được khoảng 20.000 cổ phần. Đấy, thì anh chị biết rằng doanh nghiệp của chúng ta được định giá là 400 tỷ đô la. 400 tỷ đô này thì không phải là do chủ tịch Anatoly có thể tự đánh giá cái tài sản của ông được. Giống như anh chị có đất đạo sản, anh chị có nhà, anh chị không thể là tự đánh giá được. Phải một cái cơ quan có cái năng lực thẩm quyền định giá. Và chủ tịch Anatoly cũng vậy. Ông là một người tạo ra cái công trình này, tạo ra cái doanh nghiệp này, nhưng ông không có quyền để định giá. Đúng không ạ? Thư có nói là mờ ám về vấn đề gì anh Cường nhỉ? Tức là anh Cường đấy chắc là chia sẻ về người làm giàu thì có gì sai đúng không ạ? Đó, tức là mình đã đóng nắp chai rồi, mình chưa cần biết đoạn sau người ta nói gì, nhưng mình đã nói là nó sai, tức là mình đã đóng rồi, mình không nghe, không nghe thì mình mất cơ hội thôi đúng không ạ? Đó, thì bây giờ doanh nghiệp của chúng ta định giá là 400 tỷ, chào em Thu nhé, 400 tỷ thì chúng ta được phát hành ra 400 tỷ, 400 tỷ 867.433.000 ấy cổ phần thì là tương ứng với 400 tỷ đúng không ạ? 400 tỷ 867.433.000 đô phát hành ra 400 tỷ 867.433.000 cổ phần, và nó chỉ bán trước và sau IPO đó là 146 tỷ thôi anh chị. Trước và IPO xong 146 tỷ. Thì mỗi một cái cổ phần định giá tối thiểu đó là 1 đô la Mỹ. Alo, cảm ơn em Thu kết nối với chị nha. Ngày hôm nay chị đang được mua với cái chiết khấu là rất rẻ thôi, 400 đồng một cổ phần, mà định giá tối thiểu là anh chị là 26.000 đồng, tức là 1 đô đấy. Thì anh chị đang mua giá rẻ gấp hàng chục lần so với giá trị gốc ban đầu. Đó, thì anh chị đã thắng ngay từ lúc mua rồi. Tất nhiên là thắng hay không thì là do anh chị tìm được thông tin về doanh nghiệp, anh chị đánh giá nhận định của doanh nghiệp 10 năm qua đủ để chúng ta nhìn thấy những doanh nghiệp này đã làm được những cái gì, đúng không ạ? Thì bây giờ UOT chúng ta đang là giá ở giai đoạn 15, đó là 1.000 đô sẽ được 25.000 cổ phần. Nhưng mà chúng ta đang được ở cái chiết khấu khuyến mại là chúng ta sẽ 1.000 đô chúng ta sẽ được khoảng 75.000 cổ phần trả thắng và 70.000 cổ phần trả góp. Gói 250 đô là chúng ta sở hữu được là chúng ta sở hữu được khoảng 17.500 cổ phần trả góp. Thì tương ứng khi trả về giá trị thật 1 đô đó là 17.500 đô. Đúng không ạ? 17.500 đô tương ứng với là sao? Hơn 400 triệu đúng không ạ? Nếu nó 10 đô thì sao ạ? 10 đô đỡ là 170.000 đô. Tức là anh chị thấy rằng cái biên độ lợi nhuận của nó cực kỳ lớn luôn. Cực kỳ lớn. Bởi vì cái sự
bứt phá của việc nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO là có thể bứt phá cái tài chính cho anh chị lên cấp số mũ luôn. Cấp số mũ luôn anh chị. Cấp số mũ không phải cấp số cộng đâu. Ví dụ nó có thể tăng hàng ngàn lần. Đấy, tăng hàng ngàn như cái câu chuyện của Facebook. Câu chuyện của Facebook từ 1 đô tăng lên thành 38 đô. Rơi vào 800 triệu, từ 26 triệu một cổ phiếu thành 800 triệu một cổ phiếu. Thì theo anh chị nói là bao nhiêu lần ạ? Nó tăng trưởng bao nhiêu lần ạ? Hơn 3.000 lần. Hơn 3.000 lần luôn anh chị. Anh chị mua bất động sản có bao giờ tăng trưởng đến cả hàng ngàn lần như thế không? 100 lần cũng đã rất là khó rồi. Đúng không anh chị? Chứ đừng nói là tăng trưởng đến hàng ngàn lần như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO này nó là cái bí mật làm giàu đỉnh cao của giới siêu giàu. UNT chúng ta 10 năm qua, anh chị thấy à, nếu như sau này chúng ta lên sàn, chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ phải lên sàn rồi. Nhưng mà nó cần thời gian. Lên sàn, ví dụ chúng ta lên sàn 5 đô, 10 đô, anh chị có thể nhân với cái tài sản của mình nó có thể nhiều như thế nào ạ. Nhưng mà để mà có điều đó thì chúng ta phải nắm giữ được cái tài sản này. Bởi vì giống như là may mắn ý, cái may mắn nó chỉ đến với những người mà hành động thôi. Mà người mà, ví dụ như người ta muốn mua vé số, người ta muốn cầu chúc nó trúng, đúng không ạ? Nhưng bản chất cái người đó họ không mua vé số thì may mắn ở đâu xảy ra, đúng không chị? Nhiều người nói là muốn ăn quả giàu có, nhưng có hành động trồng cây đâu, làm sao mà có giàu có được. Cái trường hợp người ta cho anh chị có quả ăn, cho anh chị cái quả giàu có để anh chị ăn, thì anh chị ăn là anh chị cũng hết rồi, đúng không ạ? Anh chị câu cá, anh chị câu được con cá, anh chị ăn xong cũng hết rồi, nếu như mà họ cho anh chị con cá. Còn nếu như anh chị là người trồng cây thì cái cây đó của anh chị sẽ ăn, anh chị sẽ chăm sóc và tiếp tục nó sẽ ra quả tiếp cho anh chị. Nên là may mắn chỉ được tạo ra khi chúng ta hành động. Và trong cái quá trình hành động đó chúng ta sẽ gặp những con người, gặp những cơ hội, gặp những cái thứ mà giúp chúng ta hoàn thành cái mục tiêu của mình. Nên là ở đây anh chị thấy rằng cái việc chúng ta đang nắm được cái bí mật làm giàu kinh điển của siêu giàu này là nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO và đặc biệt là nắm giữ cổ phần của UST. Đấy, cổ phần UST hiện nay anh chị thấy nó sẽ là bước ngoặt thay đổi quả cuộc đời của anh chị luôn. Và anh chị không biết anh chị có tin không, nhưng mà không mà thì Nguyễn thì cảm thấy đây là một cái điều cơ hội vô cùng tuyệt vời, và chúng ta không mà chúng ta có được cái cơ hội nào như vậy đâu. Và cơ hội của anh chị biết là cơ hội này 1.000 năm anh chị không bao giờ anh chị gặp. Anh chị cứ đi rồi anh chị cứ trải nghiệm cuộc đời này đi, anh chị không bao giờ gặp được nó đâu. Bởi vì đây là cơ hội lượng tử. Lượng tử là một cái thứ kinh khủng và là cái thứ rất là lớn luôn. Cơ hội lượng tử thì kết quả nó sẽ lượng tử, đúng không ạ? Và anh chị thấy nó nói lên cái tự tử, chữ nguyên tử nó rất là nhiều, và đây là lượng tử cơ, nó còn kinh khủng khiếp luôn. À, em chào anh Hiệu nhá. Lên like với em đi anh Hiệu ơi. Đấy, thế nên là anh chị thấy rằng rồi kết quả sẽ chứng minh, đúng không ạ? Kết quả sẽ chứng minh tất cả những gì mà anh chị làm. Anh chị làm. Bởi vì chúng ta không nói suông, chúng ta không ngồi đây chúng ta diễn thuyết, chúng ta nói lý thuyết làm gì cả, đúng không ạ? Nhưng mà tất nhiên một cái sản phẩm để mà nó đi ra ngoài thì cần có các người ủng hộ. Chúng ta không thể kỳ vọng một cái có thể thành công ngay được. Biết là cái hạt mầm của sự giàu có đó, nhưng mà chúng ta thấy à, để mà mình trồng cái cây cổ thụ á, nó có phải mất hàng chục năm nó mới thành cây cổ thụ. Nếu như anh chị cứ trồng mà nay anh chị lại đào bới sới móc, anh chị lại trồng ở chỗ khác thì làm sao mà nó thành cây cổ thụ được, đúng không ạ? Làm sao nó có thể cho anh chị bóng mát được? Mỗi lần đào như vậy nó lại đứt rễ. Ví dụ như ngày hôm nay anh chị thấy không, khi anh chị thấy một cái cơ hội với UST tốt, anh chị cứ lúc thì anh chị đầu tư dự án này, lúc thì anh chị đầu tư dự án khác, mỗi một lần đi anh chị lại rớt một ít tiền, và cuối cùng thì sao, có khi là đến một cái lúc nào đó anh chị sẽ đứt toàn bộ luôn. Đúng là kể cả anh chị nhiều tiền mà anh chị không có kế hoạch quản lý tài chính tốt ý, cái tiền đó nó cũng sẽ bay màu luôn. Có những người một đêm mất 40 tỷ, có những người mà âm nợ hàng chục tỷ, hàng vài chục tỷ, chỉ là do làm ăn sai thôi hoặc thua lỗ chơi bời. Thế nên là cái chúng ta mình nói chưa câu chuyện đó là cái cách bạn kiếm được bao nhiêu tiền không quan trọng, mà cách bạn vận hành nó như thế nào. Rồi em mời nhá.
nay với nhà đầu tư nó nghĩ là châu Âu. Em mời anh rồi đấy, sao là không lên được nhỉ? À, hello anh, này xin chào anh Hiệu đẹp trai. Xin giới thiệu cả nhà nhá, đây là cổ đông UST đến từ Lai Châu. Vâng, anh có thể chia sẻ giới thiệu bản thân mình là cái cơ duyên anh biết đến UST đi để cho cộng đồng của em biết tới anh. Xin chào tất cả bạn bè của Thủy nhá, mình tên là Trần Văn Hiệu ở trên Lai Châu, cũng như là toàn thể các bạn anh em thôi. Thực ra là cái tư duy là thay đổi số phận của mình thì gặp được em Thủy tư vấn. Thực ra là mình chỉ mất khoảng tầm độ 3 ngày mình đã ra quyết định, 3 ngày mình ra quyết định đầu tư. Mà đầu tư đợt đấy là bằng thời gian năm ngoái nó có cái đợt vinh danh, thì mình đã đầu tư một phát là hai gói kinh doanh luôn. Thì cơ hội này rất là quá tuyệt vời, không phải tuyệt vời. Tuyệt vời đúng không anh? Anh cho em hỏi là khi mà anh đầu tư vào đây, anh có băn khoăn nhất về điều gì? Và điều gì đã làm ra anh ra quyết định nhanh như vậy? Thực ra là anh làm nghề máy móc, anh hiểu mà. Thực ra là những nghề máy xúc của anh bây giờ, để mà thợ Việt Nam nhiều những ca có thể là không sửa chữa, không xử lý được. Mà đấy là vẫn là đang sử dụng động cơ đốt trong bình thường. Nhưng công nghệ UST của mình là công nghệ gọi là tiên tiến nhất, không sử dụng động cơ đốt trong, sử dụng động cơ bằng trí tuệ nhân tạo. Mà sức mà sự tiêu hao nhiên liệu thì là cực kỳ thấp. Như bây giờ một số các Uber bây giờ tính có 1 kW điện trên 100 km/h thì quá rẻ đúng không? Quá rẻ, quá tuyệt vời. Bây giờ các chính phủ đang ủng hộ rất nhiều, ngay như bên cạnh nước của mình là Indonesia. Indonesia bây giờ đang ủng hộ dự án mình rất tuyệt vời. Rất là tuyệt vời cả nhà. Thì Nghĩa kể cho câu chuyện á, là ngày trước thì Thủy Nguyễn cũng live stream như thế này thôi. Thì cũng vô tình một ngày đẹp trời thì gặp anh Hiệu cũng lang thang vào vây của Thủy. Thế là cũng hai anh em gặp nhau, thế là cũng có hẹn ở Hà Nội, và khi đó thì anh cũng ra quyết định, cũng là hẹn trong vòng thời gian rất là ngắn thôi, cũng ra quyết định là sở hữu cổ gói ghi danh cho mình và cho vợ. Và lúc về nhà thì anh cũng đã gặp rất là nhiều những cái lời phản đối từ những người bạn của mình, những người có kiến thức, thì họ cũng đã khuyên anh ngược lại. Thì cho em hỏi trước tất cả cộng đồng thì khi đó anh có cảm xúc gì khi mà nghe được những cái thông tin mà những người lại có những cái kết quả hơn mình, họ khuyên ngược lại về mình, về những cái thông tin tiêu cực về UST? Anh có thể chia sẻ cho cả nhà. Anh chưa nghe rõ câu hỏi nhỉ? Ý là em là khi mà anh đến gặp em thì anh đã ra quyết định sở cổ phần, anh đã chuyển tiền, nhưng mà về nhà thì anh lại gặp hỏi những người bạn mà họ có kết quả hơn mình ấy, họ có kiến thức về đầu tư, thì họ lại khuyên ngược lại anh là không nên đầu tư, không nên góp vốn vào cái công nghệ này. Thì lúc đó anh có cảm xúc như thế nào, và cái tại sao anh vẫn quyết định lựa chọn cái con đường như thế này, con đường đầu tư vào UST? Cái này chia sẻ bằng với cả nhà bằng thực sự là bằng sự thật và bằng ý chí của mình. Thì khi mà mình tham gia xong rồi thì chính mình là những người đi hỏi anh em làm trên gọi là trên sàn chứng khoán của Việt Nam. Thì thực ra anh em bảo là không nên tham gia, nhưng mà mình lại tham khảo một số các cái nguồn thông tin nữa. Thực ra là mình mới lại hiểu là chúng ta khi đầu tư chứng khoán, mà khi lên sàn ấy thì nó gần như nó gọi là đầu tư ở trên cây trên quả rồi đấy. Còn cái đầu tư mà cái thời điểm mà trước khi nó lên sàn, thực ra là nó sẽ thứ nhất là nó lợi nhuận mang lớn thì hiệu quả nó lại cao, nhưng mà thực ra mình lại tìm hiểu thêm một nguồn thông tin nữa, là có một cái bà chị làm ở tập đoàn VinFast ấy. Thì họ bảo thực ra là cái này thì chị vào chơi lâu rồi, chứ không phải bây giờ chị vào bây giờ mà chạy. Cái tỷ lệ cổ phần của bà ấy chắc phải tầm mấy chục triệu cổ phần à. Nhưng đây là cái nguồn tin của mình, là mình kiểm chứng mà mình đã tìm hiểu trên các cái trang đài báo ấy. Thì thực ra là cái tập đoàn VinFast của mình ấy, để mà lên sàn Nasdaq của Mỹ ấy, thì thực ra là tập đoàn mình chưa lên được.
đúng rồi, công ty VinFast là chưa lên được sàn vì thực ra là cái pháp lý nó chưa đủ, nên lại phải nhờ qua một công ty ở bên Singapore á, là để họ đứng ra họ bảo lãnh thì VinFast của mình bắt đầu mới lên được sàn đấy. Mà cái tập đoàn của mình thực ra là pháp lý thì kiểm toán của BDO là đã có rồi, nên là mình càng vững tâm luôn, yên tâm. À, cả nhà thấy không ạ? Thực sự là anh Hiệu, anh không làm với tác đâu, nhưng mà thực sự anh có kiến thức rất là sâu ấy, bởi vì Thủy Nguyễn nhìn thấy là anh có rất là có trách nhiệm với cái đồng tiền của mình, gọi là ngày nào cũng tìm hiểu thông tin luôn và tìm hiểu một cách rất là sâu đấy, không phải là hợt đâu. Đó, thực sự là đúng là khi mà chúng ta làm bất cứ điều gì, chúng ta cần phải có trách nhiệm với đồng tiền của mình, không thể là đầu tư mà cứ quẳng tiền của mình đi được. Một đồng cũng phải quý, cũng trân trọng. Đấy, nên là đó là lý do mà hiện nay anh đã sở hữu cho mình nhiều khoảng 3 triệu cổ phần rồi. Đấy, rất là nhiều cổ phần. Đó, đấy là anh Hiệu thì thực sự là nhà đầu tư trực tiếp của Thủy Nguyễn, cũng là hai anh em quen nhau chuyện online thôi. Đấy, cũng đã được gặp nhau và thực sự là qua niềm tin. Đó, qua niềm tin và qua một cái tầm nhìn và tương lai mà có thể anh em có cùng chung cái tầm nhìn, nên là đã gặp nhau. Và đúng là gặp nhau là một cái duyên, không phải là tự nhiên mà anh em gặp nhau được. Bởi vì nếu như anh em mình không có quan điểm chung với nhau thì chắc là sẽ không được đồng hành cùng nhau. Thì anh có cho em hỏi là anh có quan ngại gì khi mình đầu tư sang nước ngoài không, mình góp vốn vào doanh nghiệp nước ngoài không? Thực ra mới đầu thì mình chưa có kiến thức mà chưa có tầm nhìn hiểu biết ấy, thực ra là cũng lo sợ. Nhưng mà người ta tìm hiểu rồi thì cũng hết bình thường. Tức là bây giờ các cái đạo luật của Mỹ họ đã cho phép đầu tư rồi, thì chính các chính phủ họ cũng không đến nỗi là cấm đoán ngày xưa, nên là mình cảm thấy bình thường. Chứ còn dĩ nhiên là hiện bây giờ thì có thể là tập đoàn mình nó chưa thành công, chưa nổi tiếng thì có thể là chưa ít người biết đến, nhưng mà mình nghĩ là tầm độ 2-3 năm, vài năm nữa thì khi một số các dự án nó sẽ nở rộ ra thì rất nhiều những người sẽ biết đến tập đoàn. Đúng rồi. Tức là khi mà chúng ta dùng tầm nhìn ý, là chúng ta cũng có thể, chúng ta đâu phải bị giới hạn ở phạm vi trong nước đâu, đúng không ạ? Thì bây giờ thói quen tiêu dùng của con người chúng ta cũng thay đổi. Bây giờ thời công nghệ 4.0 rồi. Đấy, những cái thói quen ngày xưa thì mình cũng phải dần thay đổi, bởi vì bây giờ anh chị thấy là rất là nhiều những doanh nghiệp quốc tế thì người Việt Nam mình cũng đang nắm giữ cổ phiếu rất là nhiều mà. Nhưng mà thực sự là sau khi em biết đến cái lĩnh vực cổ phần ấy, và cổ phiếu, thì em được biết là những cái người giàu, thực sự giàu trên thế giới là họ đều nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO hết. Và nắm giữ cổ phiếu là lên sàn và nó mua lợi lướt sóng thôi. Bởi vì cái giá mà để mua cái cổ phiếu lên sàn nó cực kỳ cao. Còn mình đang góp vốn vào Unikai này, hiện nay là mình đang tài trợ vào một công ty để tạo ra chứng khoán. Gọi là mình gọi là cụ tổ của chứng khoán luôn ấy. Và những chứng khoán thì sau này nó là cái bước sau rồi. Nó là bước sau, mình đi sau rồi. Thì giai đoạn này thì là chính là cái cơ hội cho những người nghèo. Chúng ta còn có cơ hội chúng ta được sở hữu. Còn khi mà nó đã lên sàn rồi thì là cái câu chuyện của những quỹ đầu tư, những người lướt sóng và những người mà thực sự là muốn ăn sổ thôi. Còn khi mà Thủy Nguyễn cũng như anh Hiệu góp vốn ở đây là cũng mong muốn là sau này mình có thể tạo ra được một cái dòng tiền bền vững và có thể thừa kế cho con cháu của mình những cái tài sản, và tài sản này thì càng để càng tăng giá trị. Đấy, thì cảm ơn anh Hiệu rất là nhiều nhá. Đấy, hôm nay lên live nói rất là hay, nên là sau là chị có lên live của em nhiều để em có thể khai thác kiến thức của anh, để cho những anh chị đang xem loại live của em để anh chị hiểu thêm. Anh có cái gì hay thì anh cứ chia sẻ cho mọi người. Đấy, thì theo anh có ngại khi mà chờ đợi UST quá lâu như vậy không? Nay là năm thứ 10 của doanh nghiệp rồi, nhưng mà anh thì mới chờ đợi được khoảng gần 2 năm thôi. À, được 1 năm chưa nhỉ? 1 năm, nói chung là bây giờ được 1 năm. Thực ra là cái kế hoạch, cái dự kiến của mình thì mình xác định có thể là tầm 2-3 năm nữa hoặc là 4-5 năm nữa. Vẫn ra bây giờ để mà nói giới thiệu cả nhà các bạn đi mua một miếng đất để mà các bạn để 2-3 năm đó, mà bây giờ nó nhân đôi là cuộc đời đã là vinh dự lắm, may mắn. Nhưng mà nếu mà chỉ cần UST lên sàn thì cái tỷ lệ đã tăng tầm độ 80 lần đến 100 lần, 80 lần cho 100 lần cái vốn các bạn đầu tư vào. Nhưng mà thực ra lợi nhuận cực lớn chứ không phải lớn.
rủi ro cao đồng nghĩa với lợi nhuận lớn, nhưng ở đây thì rủi ro chúng ta có thể kiểm soát vào thông tin được mà, đúng không ạ? Đó thì có những người thì họ đi làm vài chục năm họ vẫn chờ đợi được, nhưng mà chờ đợi 1-2 năm thì họ rất là lâu. Và có những người em nói là góp vốn vào đây một chút thôi để mà mình có cái tài sản tương lai thì họ thà đi đánh bạc, họ thà đi đánh làm giàu sau 6 giờ 30 chứ họ không chịu đầu tư. Đó thì đó là cái tư duy đấy, tư duy hoàn toàn khác biệt, tạo nên cái cuộc đời khác biệt. Nên là mình như em vẫn đã chia sẻ là chúng ta chỉ sợ sai thôi, chúng ta chỉ sợ sai, chúng ta không sợ lâu, chờ đợi thêm một vài năm nữa thì nó cũng chẳng là gì cả. Bởi vì bây giờ mình vẫn còn trẻ mà anh chị đấy, đúng không ạ? Ví dụ năm nay anh chị 40 tuổi, mình sống đến 100 tuổi vị trí là còn 60 năm nữa. Đấy, 60 năm nữa mà trong khi đó làm 20 năm nữa đã kết thúc cuộc đời đi làm, không thể làm việc được nữa rồi thì còn quãng thời gian là quần lại thì sao, đúng không ạ? Đấy, thế nên là không có nhiều người nói là thôi già rồi không đầu tư, và đầu tư cũng chờ đợi nó lâu lắm. Đấy, nhưng mà thì với BT hiện nay thì nó cũng sẽ rất là nhanh thôi. Bởi vì những cái giai đoạn khó khăn nhất, rủi ro nhất thì nó đã qua rồi. Bây giờ là còn những cái giai đoạn cuối cùng, gọi là anh chị đang đào gần tới cái mỏ kim cương rồi đấy. Đấy, đấy thì anh Hiệu, chúc mừng anh Hiệu nha. Chúc mừng gia đình anh Hiệu và anh Hiệu nha. Bật mí cho cả nhà. Đây, anh Hiệu đã sở cổ phần cho mà bố mẹ này, anh chị này, vợ con này. Đó, ai có cổ phần hết và cũng dung em Thủy thôi. Khi mà thấy cơ hội hay thì không thể nào mình chỉ giữ cho riêng mình được, đúng không ạ? Chúng ta có thể là không sinh ra trong một gia đình giàu có, nhưng làm thế nào để một gia đình giàu có sẽ bắt đầu từ mình. Hãy thay đổi tương lai của chính gia đình dòng họ của mình. Và Thủy thấy rằng đây thực sự là một cái cơ hội mà sản phẩm chúng ta nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy sản phẩm, chúng ta nhìn thấy người sáng lập, chúng ta nhìn thấy công trình của nó, chúng ta nhìn thấy những con đường, những con tàu. Thì chẳng có cái gì gọi là ảo và chẳng có gì là 3D cả. Đó, nhưng mà nhìn bản thân thì cũng đã sang tận nơi thì đã chứng thực rồi, nên thì thấy là đây là một cái công nghệ nó hết sức là thật và nó hết sức là mà giá trị cho toàn thế giới luôn. Thế nên tại sao chúng ta không biết đến mà chúng ta không nghiêm túc mà đấy, có người vào buổi nay của em cũng rất là tiêu cực, đúng không ạ? Nhưng không sao, bởi vì đó là cái góc nhìn của mỗi người. Bởi vì như một con số 6 và một số 9 cũng vậy, người đứng ở dưới thì sẽ nhìn nó thành số 9 và người đứng ở trên sẽ nhìn nó thành số 6 đó. Thế nên là mình khi mà mình đã biết rõ mục tiêu và con đường của mình rồi thì mình đi thôi. Đấy, em chào chị Lê Thơm, em chào anh Thành và em chào anh Anh nhé. Anh chỉ sợ công ty anh Anh. Em chào anh Anh Yên Bái nhá. Đó, anh Anh cũng là một nhà đầu tư online của Thủy Nguyễn ở Yên Bái. Đấy, anh lúc nào anh cũng sợ là công ty kết thúc vốn. Anh Hiệu có sợ công ty kết thúc vốn sớm không? Anh Hiệu là mong công ty kết thúc sớm để mình có được thành công. Nói chung là sớm thì cũng được một số cái lợi cho mình, cũng thực ra hơi tiếc vì nghe cái chương trình cái tài chính của mình chưa gom đủ. Nhưng còn lên được mà công ty tập đoàn mà đóng vốn, kêu gọi vốn ấy, sớm thì cho cũng rất tốt cho một số các nhà đầu tư, họ sẽ đầu tư từ cái đoạn đầu. Đấy. Thực ra là chia sẻ thật với lại toàn bộ gia đình Facebook của Thủy như này. Mình bắt đầu khi mình tìm hiểu, mình chỉ nghĩ này, thực ra là các tỷ phú của người Dubai họ còn mua đứt một cái giai đoạn 11, đúng rồi chị anh, 25 triệu đô, 4 tỷ luôn, họ bỏ ra khoảng tầm độ đấy, nhưng mình hiểu hình như là 100 tỷ của Việt Nam mình, sao tính như tiền Việt Nam mình khoảng tầm 100 tỷ, đúng rồi anh, 25 triệu đô để mua đất một cái giai đoạn 11. Nên giai đoạn 11 là không bán ra bên ngoài một cổ phiếu nào, một cổ phần nào. Đấy thì nhảy thẳng giai đoạn 12 là các cái tỷ phú người ta đã có những cái tầm nhìn ấy, thì thực ra là cái trí tuệ, cái tầm nhìn họ sẽ lớn hơn mình rất nhiều. Là học theo bước chân của người thành công. Anh thì anh đang sợ tiếc bởi vì không có tài chính, bởi vì khi mà cơ hội đến hầu như là đang bị ông nợ rất nhiều và thật sự là không có đủ nguồn lực để mà mình có thể sở hữu cổ phần. Đấy, thế nên là thật sự thì nhận thấy là cái kế hoạch quản lý tài chính của mình rất là quan trọng luôn. Nếu như ngày hôm nay mà chúng ta đi làm đến đâu mà chúng ta tiêu hết đến đấy, khi mà cơ hội đến, thứ nhất là chúng ta không có điều kiện để chúng ta nắm giữ. Đấy, và thứ hai là mình không có một cái kế hoạch cho tương lai của mình. Nên là quay lại 5 năm nữa, 10 năm nữa, nếu như chúng ta không có kế hoạch quản lý tài chính tốt thì chúng ta vẫn như vậy thôi, và cuộc sống còn khó khăn hơn rất là nhiều. Bởi vì bây giờ lạm phát nhiều, xã hội cũng biến đổi dần và nhu cầu cũng cao lên thì chi phí lại rất là nhiều. Đó, thì
Công ty thì hiện nay cũng đã mua lại cổ phần 2 lần năm 2018 và 2020 anh Nghiệu ạ. Đấy, dành cho những nhà đầu tư mà sinh trước năm 1940 ấy. Đấy, để cho họ được hưởng cái quyền lợi thì cái giá trị mua lại thì cũng tăng gấp lên gấp 36 lần. Đấy, hoặc hơn nữa, đấy 2 lần mua lại đấy. Đấy, thì nên là công ty chúng ta thực sự với anh là em với anh và tất cả mọi người là công ty chúng ăn làm ăn, công ty chúng ta làm ăn rất là minh bạch. Thì anh chị thấy rằng là một cái công ty quốc tế mà để một cái đơn vị kiểm toán đứng thứ 6 trong tổng số 20 công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu nhảy vào kiểm toán cho công ty UST thì không phải là một đơn vị bình thường. Một đơn vị bình thường nếu như nó không có sự minh bạch rõ ràng pháp lý thì không bao giờ dám để một cái cơ quan uy tín như vậy để kiểm tra. Ví dụ doanh nghiệp của anh chị mà làm ăn sai phạm, khi một cái cơ quan chức năng vào kiểm tra là anh chị đã là sao? Anh chị đã xanh mặt rồi. Đấy, chứ đừng nói là để một cái cơ quan mà tầm cỡ như vậy vào kiểm tra. Thế nên là chúng ta thấy là cái tài chính của chúng ta có kiểm toán rất là rõ ràng, tất cả mọi thứ có thể giả được, nhưng riêng cái báo cáo kiểm toán tài chính mà một đơn vị uy tín vậy, đó thành đơn vị BDO là thành lập từ năm 1964, nó kiểm toán cho thì không phải là dạng vừa đâu. Đấy, thế nên là khi mà báo cáo kiểm toán chúng ta thấy được rằng là cái kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, cái chúng ta biết được cái đồng vốn của mình nó làm cái gì, lỗ lãi ra làm sao. Thế nên là khi mà cái doanh nghiệp chúng ta an toàn thì tự nhiên cái tiền của mình an toàn thôi. Còn nếu như ai đó quan tâm chỉ là cái tiền của tôi khi nào có an toàn hay không, tức là chỉ quan tâm đến tiền thôi thì không quan tâm đến doanh nghiệp là phát triển công nghệ ra làm sao, marketing như thế nào, đơn hàng như thế nào, chứng nhận thử nghiệm ra làm sao. Đấy, rất nhiều yếu tố để chúng ta có thể làm đánh giá vào cái doanh nghiệp. Nên là chúng ta hãy quan tâm tổng quan về công ty. Đấy, cái tiền chỉ là cái cuối cùng thôi, và khi mà tất cả yếu tố là ok rồi thì cái tiền chắc chắn nó sẽ thế. Anh Hiệu công nhận em điều đấy không? Cái tiền là mình chỉ đặt ở sau thôi. Khi mà tất cả mọi thứ về doanh nghiệp là ok, tự nhiên là tiền sẽ đến. Đấy, nên là đầu tư cũng phải cả tâm trí, giống như ngày xưa anh đi chọn chị Bình ấy, anh cũng phải ngắm soi xét về các kiểu đấy anh ý đưa ra quyết định đúng không? Đây là cái công nghệ của mình đang được rất nhiều các chính phủ mà các cái bộ trưởng thì dĩ nhiên là cái tầm nhìn cái tư duy người ta nó sẽ lớn hơn mình rất nhiều rồi. Tại sao cứ bảo là đi lừa thì bây giờ là lừa làm sao được các cái bộ trưởng. Các cái bộ trưởng họ đến thì không thể lừa được. Lúc đầu mình sợ là cái những cái giấy tờ mà của BDO thì bị giả không. Thế mình còn gọi điện mình hỏi. Thực ra anh em có chuyên môn ở làm kế toán nói là riêng cái vấn đề của kiểm toán BDO này có tiền không thể làm giả đúng được. Đúng rồi, đúng chính xác. Có được. Nên là, thực ra là mình yên tâm rất nhiều. Ông có tiền bao nhiêu không thể mua giả được cái giấy chứng nhận của BDO. Nó mà BDO làm giả cái là con dấu đóng ở đấy là bỏ tù luôn đấy, đúng không? Đúng rồi. Đấy, thế nên là tại sao anh Hiệu với Thủy Nguyễn lại có niềm tin như vậy, bởi vì đó là thực đến từ thông tin ấy. Thông tin nó là tiền ấy. Đấy, nếu như anh Hiệu không tìm hiểu thông tin thì em nghĩ là anh cũng không có đủ cái niềm tin lớn như vậy. Và niềm tin của Thủy Nguyễn nó đã lớn rồi, mà khi đi chuyến UAE thì nó càng lớn luôn. Bởi vì những cái gì mình mắt thường mình nhìn thấy ở trên hình ảnh nó chỉ là một phần thôi, nhưng xa đến nơi thực tế nó quá xa, nó quá nhiều so với cái tầm mắt của mình luôn. Bởi vì cái công trình của ông chủ tịch nó rất là lớn luôn, cả một cái trung tâm 28 hecta được anh chị ạ, rộng lắm và tàu của chúng ta rất đẹp luôn. Đấy, thế nên là anh chị hãy đặt mục tiêu cho mình đi trải nghiệm một lần, anh Hiệu cố gắng là sao mà đi được UAE một chuyến. Hôm nay cả thực ra là thấy anh em quay lên livestream trực tiếp thì thực ra mình cũng rất thích, nhưng mà cơ bản là nó còn nhiều những cái chưa dám để sang. Nói chung là chứ khổ ấy. Ở nhà nếu như ai đó tin rồi thì ok, bởi vì nhiều người thì lại muốn đi sang tận nơi để chứng thực về họ đầu tư lớn luôn. Còn ở nhà mình đã tin rồi mình vẫn có thể đầu tư lớn được thì ok, nhưng mà nếu mà sang được thì sẽ tuyệt vời hơn. Đấy, hôm nay thì đợt vừa rồi bọn em cũng phải bỏ ra khoảng gần 60 triệu để đi. Ngày xưa thì em thấy mọi người đi em rất là thích, bởi vì bây giờ mình cũng đầu tư nhiều, mình có góp vốn nhiều nên là mình cũng mong muốn là đi xa để xem cái công nghệ của mình ra làm sao. Có như anh chị nói không, và nhiều người nói là mọi người toàn dựng nên là bánh vẽ đấy. Đấy, nhưng mà thực sự là đi xa đến nơi thì thực sự là chỉ có ai đi thì mới hiểu thôi. Còn ở nhà những người mà không tìm hiểu thông tin ý, thì họ sẽ không hiểu được nhiều đâu.
có nghĩa là nhiều mà đôi lúc mà ra ngoài là người này người khác nói những cái điều tiêu cực cái là họ có khi nọ lại nghe luôn đấy, thế nên là rất là rủi ro với cái thông tin đấy, nên là thông tin đến giờ phút này thì thật sự nếu như ai mà không có cổ phần thì thấy rất là đáng tiếc luôn, bởi vì chúng ta đang tạo ra một cái ngành kinh doanh lớn nhất trong lịch sử của nhân loại, như chủ tịch cũng đã nói là bằng cả Ford, Boeing và Apple cộng lại. Anh chị đấy ạ, anh Hiệu biết cổ phiếu của Facebook bây giờ bao nhiêu đô một cổ phiếu không? Anh không nhớ rõ, nhưng khoảng tầm độ bao nhiêu nhỉ? Nọ anh đọc là hơn 1.000 đô à, hay là hơn bao nhiêu nhỉ? Hôm qua kia em xem nó là hơn 500 đô. 539 đô. Hơn 500 đô. Hơn 539 đô. Đấy này, có Facebook mình anh chị chúng ta đang dùng đây này. Hơn 500 đô một cổ phiếu. Bây giờ nói là giá trên trời rồi thì làm sao mà chúng ta mua được, đúng không? Nhiều người lại bảo là thôi thì giàu đi tôi theo. Đấy, bây giờ lúc đầu nó có mấy chục nghìn thôi, bây giờ nó lên mười mấy triệu rồi, mua làm sao được. Chúng ta đu đỉnh rồi thì rất là rủi ro luôn. Nhiều người em thấy thì nhiều người nói là mua cái cổ phần sớm này nó rủi ro ấy, nhưng mà thực sự mà để mà nói nó bất cân bằng đối xứng, bởi vì sao? Cái số tiền mình bỏ ra bỏ rất ít nhưng mà được thì được rất nhiều. Nhưng cái số tiền mình mua cổ phiếu trên sàn ấy, mình bỏ ra rất nhiều. Đấy, nhưng mà được thì được rất ít, mất cân bằng đối xứng. Đấy là khi mà chúng ta đặt lên cái bàn cân ấy, thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái số tiền mà nếu như chúng ta có mất thì nó không đáng bao nhiêu cả. Nhưng mà nếu như chúng ta đầu tư cổ phiếu trên sàn, chưa chắc đã là an toàn. Bởi vì giá đã lên sàn rồi là giá đỉnh rồi. Giá đỉnh và nó có thể lên, nó có thể xuống. Nhưng mà nếu như mình tìm được cái doanh nghiệp sớm thì mình sẽ sở hữu được cổ phần giá rất là thấp. Nếu như đánh giá được các tiêu chí của nó thì cái biên độ lợi nhuận cũng sẽ rất là cao. Thì đa phần mọi người thì đúng là 95% dân số của thế giới là họ đều thích sự an toàn. Họ rất là ngại rủi ro, ngại mạo hiểm. Thế nên là cơ hội đến họ thì không lớn. Cơ hội để mà có được sự tự do tài chính thì phải có dòng tiền lớn. Và làm thế nào để xây dựng dòng tiền lớn thì Thủy cũng đã chia sẻ với cả nhà đấy. Có hai kênh đầu tư phổ biến nhất hiện nay. Còn thị trường coin thì crypto thì thực sự là nó cũng biến động rất là mạnh. Và có những người kiếm được tiền rất là nhanh, có những người thì mất rất là nhiều. Đấy, em thấy thị trường coin thì cũng là một thị trường ngay và mọi người cũng đang vào đó rất là nhiều. Anh Tệ Lương nói là tiền nhiều trồng mấy cái răng bị mất ý em, tiền để làm gì? Em cảm ơn anh. Anh Hiệu thấy có một anh đẹp trai vào, anh nói là em nghèo quá nên em chưa có tiền cắm răng. Cảm ơn anh nhá, cảm ơn anh. Dạ, em cũng rất thích làm chim để em nói. Nói chung là xã hội mà đúng không? Có người nọ người kia thì chúng ta cứ đi theo con đường của mình thôi. Xong là khi mà em nghe những cái sự phản đối cũng như là những cái lời nói không ai từ rất là lâu rồi, nhưng mà mình biết là con đường mình đi nó như thế nào nên là mình cứ theo thôi. Đấy, Hiệu thấy không? Hot đâu ạ? Chỉ cần một cái comment của anh Tệ Lương thôi mà buổi live của em lên đến gần 20 người xem. Đấy, cảm ơn anh thì đã tăng tương tác cho em. Đấy, chiều nay có kế hoạch gì không anh Hiệu? Anh chắc có, chiều nay giải quyết một số việc. Thế có biết toát không? Lên lại. Nếu có bận không, có bận thì anh cứ thoát ra cũng được, có dấu X ở trên đấy. Xin chào tất cả các bạn bè của Thủy nhá. Vâng, có cái lúc đích ở trên ý, em cảm ơn anh rất là nhiều nhá. Cảm ơn anh đã lên chia sẻ cả với mọi người cùng em. Có dấu X ở cái góc màn hình anh chạm vào cái của anh ấy để em xóa cho. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Thu ạ, răng hơi hở xíu mà sở hữu được ô tô em cũng muốn hở chị ạ. Cảm ơn em đã chúc mừng chị nhá. Tất cả mục tiêu của Thủy Nguyễn thì cũng đã sắp đạt được rồi. Cảm ơn em Thu đã rất là hiểu ý của chị. Đó chỉ là một cái góc ở về lỗ cho anh chị. Đấy, quan trọng là nội lực của con người, quan trọng là khát khao của con người, quan trọng là ý chí của con người, sự kiên trì của con người, đó mới là đáng quý. Đấy, còn tất cả những cái thứ khác thì nó chỉ là bề nổi thôi, đúng không ạ? Quan trọng là mọi thứ đều được chứng minh bằng kết quả. Như Thủy nói là nó là giải tiền, đúng không ạ?
hành động là tạo chấp nhận và kết quả là chứng minh. Hôm nay thì anh chị nào chúng ta cảm thấy có những cái điều gì hay, anh chị cứ tương tác với Thủy Nguyễn. Và nếu như thực sự anh chị cần một cái sự hỗ trợ nào đó về mặt tài chính, về một cái giải pháp cho tương lai, thì anh chị cũng đừng có ngại ngần khi nhắn tin với Thủy Nguyễn nhé. Thủy Nguyễn vẫn sẵn sàng hỗ trợ tất cả các anh chị trong mọi mặt trận, tất cả mọi lúc, mọi nơi, về hỗ trợ với anh chị hiểu hơn về giá trị của WT. Để Thủy Nguyễn muốn xây dựng một cộng đồng những người giàu có, những người giàu có, những người có tư duy, để chúng ta cùng kiến tạo ra một tương lai thịnh vượng, và chúng ta đóng góp sự giàu có cho chính gia đình của mình, xã hội của mình, và lan tỏa những điều tốt tuyệt vời cho những người thân yêu, những người bạn của mình. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chắc là Thủy Nguyễn cũng xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây. Và bất kỳ anh chị có câu hỏi nào hay thắc mắc nào, hay là một cái sự tương tác nào, thì anh chị cứ nhắn tin trực tiếp với Thủy nhé. Thủy Nguyễn sẽ hỗ trợ tất cả anh chị. Và xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Thủy xin kết thúc buổi live ngày hôm nay ở đây ạ. Chào, hẹn gặp lại cả. The Skyway electric motor will make the atmosphere cleaner. To provide string transport supports can be erected anywhere in the world, from hot desert to permafrost, stronger than conventional bridges. The durable flyover makes movement jerkless and Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.